Đeo đeo vào tay ngay của ông thượng, đeo tay này. Ông chủ ơi đây, ông chủ ra. Ra chia sẻ một số ý kiến quan điểm cá nhân về tác phẩm tâm đắc của mình nha. Một kỳ duyên bắt đầu căng lần 2. À. Bắt đầu thu bóng. Rồi ok, giới thiệu với cả tất cả mọi người trên channel. Đây là tác phẩm Một kỳ duyên của ông Duyên ở làng Ngọc Đà. Tân Quang và Lâm Nguyên. Đây là xã Tân Quang ở ông Duyên. Tân Quang. Cái cây này thì trước ông Duyên ông ấy đã nhờ anh Tuấn Anh cắt lọc cái đợt đầu năm rồi. Lần này anh Duyên anh ấy, anh Tuấn Anh ấy cắt lọc ra tiếp nên là tôi lại sẽ làm cái video này quay cho quý vị và mọi người. Đây này, em vừa đi lấy cái đèn này. Có cái tay ở nhà về gắn cơ. Đêm đi. Đèn này thì để bây giờ ví dụ quay lên nó ngược sáng này này. Quay cho quý vị cho mọi người nhìn nó không bị tối. Sáng chưa? Sáng. Chưa tí này. Ừ, hay là lỏng pin. Lỏng pin rồi, chưa sáng tí nào luôn. Nên lúc nó cứ ngược cây cây to ngược lên nó tối lắm. Thế là pin chưa nạp đầy. Không. Sáng đâu. Ôi, cắt đèn đi cái. Cho khi hết pin. Cắt đèn đi để cho để nói vào. Làm đây chứ. Về anh Tuấn. Lần này xong bóng là mang đi chơi được đấy ông Duyên ạ. Hẹn là tháng 10 tháng 5 lên đi nhiệm. Tháng 10 tháng 5 á? Ui. Một năm nữa cơ à? Năm nữa. Do được vài ba lần nữa thì nó mới mịn mịn, nó gọi tạm tạm với bông như này bắt đầu mới gọi là thu vào. Nhưng mà công nhận là thấy bắt đầu đẹp lên rồi đấy. Làm cây to này mệt không anh Tuấn Anh? Tỉnh ra không á? Thấy người tỉnh người ra. Đừng làm cái nào với nhau hết mày. Lấy cưa lọc răm. Bây giờ không được cưa lọc răm nữa rồi. Cưa thu bông. Ở đây có ông Thực lão đại. Ông Thực cho một số ý kiến về cái tác phẩm Mộc kỳ duyên này của ông Duyên đi ở ông Thực ơi. Cây xanh Mộc kỳ duyên của anh Duyên này là năm nay là cắt ra mỗi năm một đẹp. Thế thì nói chuyện anh gì, đương nhiên mỗi năm là cắt nó phải một đẹp rồi. Tôi đang nhập chơi để cho tất cả mọi người ngắm cái cuộc triển lãm rộng lớn. Mọi người nhìn thấy phần Mộc kỳ duyên này. Năm nay và cái đặc biệt của cái cây này là như này này, không ai giải thích nổi là tại sao nó cứ u cục lên như thế này. Nói thế thì em phải quay đúng một vùng chỗ. Đây cũng khó giải thích thật, nó cứ u cục nổi lên này. Các này là mới phát đi. Đây này, năm nay nó cục này nổi lên chút này.
Đây này, lúc mua này, dắt còn bia bây giờ lịt này. Cắt miếng bia ấy. Giờ không bóc được ra nữa rồi. Bây giờ không bóc rồi. Đồ ấn ở miếng bia vào đấy à. Tay mình đặt này. Sợ nhỉ? Sắp rửa mũ vào sang năm nó có khi kín đấy. Đúng sang năm khi kín thật đấy. Đúng không? Đây, mọi người nhìn này, như là móng rồng ấy. Đấy. Cái đặc biệt của cái cây này là như vậy. Phải nói là không có cây nào thứ hai giống như cây này. Công nhận nhỉ, tại sao nó cứ nổi những cái cục này lên nhỉ, khiếp thật. Hay là bị bệnh nhỉ ông Duyên à? Gút đúng đấy, như kiểu bệnh gút, đúng như đây kiểu là người... nó già nó mọc sừng. Như kiểu người bệnh gút đấy. Hiểu chưa? À. Bây giờ già nó mọc sừng. Ủa. Em xem bảo cái video cái ấy mà mạnh lên mà cũng quay con cây một đây. Cây giống mọc giống cây này nhỉ? Nhưng mà cái cây cây nó cây bóng mát. Hơi hoang cây. À, cây bóng mát. Bom bom như cây này bom của mình. Hôm ấy ông ở Hà Lan ông bảo là ông ấy bảy mấy rồi nhưng bảo ở Việt Nam này ông gặp 4 năm cây mọc sừng. Ông gọi là hóa sừng, già hóa sừng. 4 năm cây thôi ạ. Ừ, thấy ông bà này ông nói. Mà cái ông đi cùng với Tuấn Anh cái đoàn đi đây. Hôm nay nên nào thì để ông đi nhập đi nhà tập đội đi. Mà hôm đội mình ra mắt câu lạc bộ có một người ở cái đoàn đi về. Cái ông này đi nhập đấy. Không, cái ông này về đây nhưng mà đi cùng với đoàn đi, ông này người ở Hà Nam. Nhiều hôm kia ở câu lạc bộ ra mắt là không có ông ý, không có ông già nói nhưng còn có cái một cái tay trẻ trẻ đi cùng để ông già. Cái thân của nó bây giờ cũng dày nhỉ. Đấy, nhìn cái già đúng không, năm nay mạnh nhìn đấy. Vâng. Lần này tôi thấy khác không, cái lần trước em trèo lên em bảo là dày cái giờ nhìn nó sáng rồi nó. Cái từ này nó mày đẹp lắm rồi đây. Tuyệt vời rồi đây. Cắt nhập rồi đây. Đúng vào cái ấy này, đúng vào cái rễ này. Chuẩn luôn. Đấy, chính cái đoàn mà hôm mấy cái ông già bỏ mọc sừng là một tay mách cho mình cách ấy đó. Chuẩn luôn vào. Và cái sừng trâu ở dưới cạnh mình đấy. Đúng rồi. Đấy, trông thế là ăn nhập rồi chứ. Thế mà vào đúng rồi. Đấy, đúng không? Bây giờ thật khỏe đi thì bắt đầu mới lại nọc các cái rễ thừa. Còn bây giờ cứ để cho nó khỏe cây, để cho nó nhìn đằng này mới thấy nó vào luôn. Người sao khớp thế nhỉ? Đẹp thế nhỉ? Thì lúc ấy chọn tay bảo phải chọn một cây khớp mà zin luôn đấy. Zin luôn mình.
mở chất màu, lá cũng cũng, à, cũng chuẩn cơ. Màu biết các thứ chuẩn đấy. Rồi, đây này ông Duyên này. Thành công mỹ mãn rồi. Năm nay nhìn thấy đẹp, năm nay phòng bóng ở trên này. Đẹp rồi. Vào bóng rồi chứ. Mạnh à? Vâng. Bóng trên đẹp. Nhưng mà để chuẩn đấy, ông Duyên lần ấy bảo để đến thời điểm này cắt là chuẩn, là đẹp. Đúng không, nó đẩy đấy. Vâng. Cái hôm ấy vo ngay thì lại vẫn hơi ngon ngon. Vâng. Vô lý chăm bắn 10 năm rồi mà không dài. Chích mắt vào lớp 10 năm rồi cơ à? 10 năm rồi. Nó chưa, loại này là loại cao cấp nhất. Cầm này là